Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị, chào toàn thể anh chị em. À, ngày mới Thanh Phú kính chúc quý vị cùng toàn thể anh chị em được nhiều sức khỏe. Và tiếp tục cuốn video mới. À, hôm nay Thanh Phú lại đến vườn của anh Đoan, địa chỉ thành phố Quy Nhơn. Thì hôm nay anh cũng chia sẻ gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em một số tác phẩm cây cũng tại vườn nhà. Rồi, sau đây Thanh Phú kính mời quý vị cùng toàn thể anh chị em cùng xem hết video và nhớ đăng ký kênh, bấm quả chuông có chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, Thanh Phú xin mời quý vị. Chào anh. Rồi, chào thành phố, chào tất cả các anh chị em chơi bonsai trên toàn quốc. Hôm nay nhà một con làm một cái clip đầu tiên. Trước tiên nhà vườn đoan cũng xin kính chúc anh nhà chị em chơi bonsai trên toàn quốc cùng với thành phố là một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Sau đây là nhà vườn đoan cũng xin giới thiệu với anh chị em một số tác phẩm như là nguyệt quế, ngâu, hải châu, sam núi trái. Xin mời anh chị em cùng thưởng thức và giao lưu với nhà vườn. Rồi, mời anh. Rồi xin bắt đầu cái cây đầu tiên. Đây là một tác phẩm nguyệt quế. Cây này là nhà vườn là cũng nuôi trồng nhiều năm. Cây bây giờ là nó hoàn thiện 100%. Cây đang bán đọt và đang chuẩn bị cho hoa nè các bạn. Thân đẹp. Cây này nó có cái dáng trực lắc. Rồi sau đây nhà vườn cũng xin báo cái thông số đến với anh chị em để anh chị em mình tham khảo. Cây có chiều cao là 60, cao 60, tán ngang là 50, tán 50, quả nêu tại đây các bạn, quả nêu là 24, nêu 24, đầu quần 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 đới mình đo cho nó thẳng thẳng không. Đó, cái hoành đó nó cỡ đó là khoảng 70 đi. 70. Nằm trong chiếc chậu vuông là 35 phủ bì. Hai cây nó đang chờ bận chờ cho hoa cho quả luôn rồi các bạn. Rồi sau đây mình quay một vòng để anh chị em cho mình tham khảo nè. Cây này là vừa các bạn là cắt dây ra là nó hoàn thiện 100% nha. Ở đây là những cái đọt bông là chuẩn bị nó xuất hiện bông. Đây là các bạn, cái cây của nó mà khi mà nó đổ bông rồi là nó sẽ đậu cái trái màu đỏ như thế này này. Rồi, anh Rồi chia sau sẻ có đây giá. mình sẽ báo cái giá giao lưu cùng với anh chị em là một cây nguyệt quế rất lách với giá là 3,5 triệu giao lưu tại vườn. 3,5 triệu. Mình xin giới thiệu với anh chị em mình là bán hàng là giao lưu tại vườn, nhưng anh chị em có nhu cầu ở xa thì mình sẽ ship hàng tới tận nhà. Anh đọc cái số điện thoại luôn. Rồi cái số điện thoại của nhà vườn là 0905 955 644. Địa chỉ của nhà vườn là ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Rồi tiếp theo nhà vườn cũng xin giới thiệu đến với anh chị em cho bonsai là một cây sam núi trái. Cây đây là có một cái dáng rất là hiền các bạn, tây tàn là mịn luôn nha, tây tàn là 100% đó, phù ghét đó. Đây có bộ tàn rất dữ, rất là dễ thương.
Đây đây là mình mới lật lá, nó mới đang cho lọc non ăn các bạn. Nên nhìn cái cây nó màu xanh nó mơn mởn. Phải rất khỏe mạnh. Rồi sau đây nhà vườn cũng xin đo cái thông số của cây sam đúng trái. Cây có chiều cao là 35. Cao 35. Tán ngang 35. Tán 35. Đây, các bạn yêu mình đã tại đây nè. Đó tên kia đó nè. Bạn yêu tại đây là 16. 16. Cổ yêu. Đây hoành đế này. Hoành đế là 55. 55. Nằm trong cái chậu xoài. Là 35 phủ bì chiều dài. Và chiều rộng là 25 phủ bì. Rồi mình xin quay một vòng để anh chị mình tham khảo nè. Rồi sau đây nhà vườn cũng xin giao lưu với anh chị em tiêu bonsai một tác phẩm là sam tái núi với cái giá là 6 triệu giao lưu tại vườn. 6 triệu anh em nào thích giao lưu với nhà vườn đông thì hãy điện thoại qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Tiếp theo đây nhà vườn cũng xin giới thiệu với anh chị em chơi bonsai một gốc một cái cây hải châu tổ. Cái cây là được nhà vườn là nuôi cũng nhiều năm rồi này. Đây này các bạn thấy nuôi được cái chủ mà cỡ đây rồi nuôi được cái bộ tây tàng đây là không phải dễ đâu nha. Rồi đây là nhà vườn mới cắt lại định hình để chuẩn bị cho nó phát đột nó ra trái á. Đây đây là cũng cho trái nhiều năm rồi nè. Đây có một cái bộ chân đế có cặp đổ đẹp. Rồi đây này các bạn cứ nghĩ này này, chỗ đây mà nuôi được có táo cỡ đây là phải là 5-6 năm mới được cái cần đó. Rồi sau đây nhà vườn đông cũng xin đo cái thông số của cây hải châu. Cây có chiều cao là 20. Cao 20. Hàng mini của gì? Chiều đổ đến hết cái cây là 50. Mình đang một cái hoành đeo tại đây nha. Đây cái hoành đeo tại đây là 13. Cái hoành đeo của cổ dưới đây là 11. Hết cái hoành đó đây là 42. 42. Nằm trong cái chậu chuông là 19 phủ bì. Cao. Cái chậu cao 20. Mình xin cho anh chị em biết là cái cây này là cái phần này nó bị lúa nè. Đó, ngay vô cái thước mình chỉ là nó bị lúa nè. Đó. Rồi sau đây nhà vườn cũng xin giao lưu với anh chị em cho bonsai cây hải châu thác đổ giá là 2 triệu giao lưu tại vườn. 2 triệu. Rồi tiếp theo nhà vườn cũng xin giới thiệu với anh chị em một tác phẩm là đây là cây linh sam. Cây linh sam này giới thiệu các bạn là cây này là cái gốc là gốc khai thác nha, được ghép và linh sam song huynh. Đây này là ghép lâu đầu lắm rồi á, đây là cái cây rất là hiếm. Có cái phần đủ được nằm trong cái ghề rượu ra cũng gần ghề quý nha các bạn, ghề cũ á, ghề già. Cây đang trong thời kỳ cho hoa này các bạn, vừa là đánh được là cho hoa nữa. Mùa này là mùa của linh sam nè. Rồi em anh chia sẻ kích thước. Rồi sau đây nhà vườn cũng xin đo cái kích thước của cây linh sam. Cây có chiều cao từ miệng chậu lên là 20. Cao 20. Cái
cần đổ là 50. 50 là tính từ gốc nha các bạn. Mình đang cái cần tiếng hoành ngay chỗ cái đổ đây nè. À đây giờ nó dính với miền trầu rồi, không khó nói lắm. Rồi, tại đây là nó là 13. 13. Bây giờ mình đau cái miền trầu đi. Cái cây đây nó nằm được không? Không có đo được đâu. Miền trầu là 15 phủ bì. Cao luôn anh. Cái chiều cao của cái phía ghề rũ lên hết tay luôn. Là 50. Cao 50. Tại đây, tới đây là 50 rồi các bạn. Rồi mình xin quay một vòng để cho anh chị tham khảo rồi báo giá. Đây đổ đẹp thay này. Đổ cái đường đi ra Tây Tạng bài bắn. Rồi sau đây nhà vườn đơn cũng xin giới thiệu cái tác phẩm Linh Sam cùng giao lưu với anh chị em với cái giá là 2 triệu giao lưu tại vườn. 2 triệu. Rồi anh chị em nào thích những tác phẩm của nhà vườn đơn là xin nick máy lên và điện thoại cho nhà vườn. Rồi tiếp theo đây nhà vườn đơn cũng xin giới thiệu cái này chị em cho bonsai tên Tổng Quốc, một cây hải châu. Cái hải châu này có một quả hai thân. Cây đây người ta gọi phụ tử cũng được mà gọi mẫu tử cũng được nha các bạn. Có một cây cây mẹ với cái con này. Cây này nhà vườn cũng nuôi nhiều năm rồi, giờ tàn cây nó hoàn thiện rồi đó. Giờ các bạn chỉ có chơi cắt chặt thôi. Rồi sau đây nhà vườn cũng đã xin ra cái thông số của cây hải châu. Cây có chiều cao là 50. Cao 50. Tán ngang là 55. Tán 55. Hoành eo của hai thân là 23. Hoành đế là 45. Nằm trong cái chậu hột xoài là 35 chiều dài và 30 chiều ngang. Xin giới thiệu các bạn là những cái cây hải châu mà mình quay mình đây là những cây đã tái nhiều năm rồi nha. Không phải là cây phôi mới gì đâu. Cây đây nuôi nhiều năm, cá tái nhiều năm rồi. Rồi sau đây nhà vườn cũng xin giao lưu đến anh chị em với một cái giá là 3 triệu đã tác phẩm hải châu. 3 triệu. Rồi tiếp theo đây nhà vườn đoan cũng xin giới thiệu với anh chị em chơi bonsai một tác phẩm săn núi trái mini. Cây đây hàng mini, cây đây là nếu anh chị em nào sở hữu là để tên bàn trà nè, cái cỡ cầu thang nữa, tên quầy ba đồ là rất hợp lý. Tay đây nhỏ nhưng mà nuôi bộ tàn rất là lâu nha các bạn, nuôi được mấy cái bộ tàn như vậy là không phải dễ đâu á. Rồi sau đây nhà vườn xin đo cái thông số của cây sam tượng ông tiên ngắm cây. Cây có chiều cao là 30. Cao 30. Tán ngang là 30. Hết cái hoành eo của hai thân đây là 15. Cây được nằm trong cái chậu là 16 phủ bì. Rồi mình xin giao lưu cái tác phẩm sam núi trái này với cái giá là 2 triệu giao lưu tại vườn. 2 triệu. Cây này nói thiệt đẹp á, nó nhỏ mà nó có vỏ. Cây rất là đẹp, rất là dễ thương.
Rồi tiếp theo nhà vườn đó cũng xin giới thiệu đến các bạn là một cây lộc dừng. Cây này là cũng có một cái bệ gốc rất là hay nha các bạn. Cây này là nuôi từ cây con lên luôn nè. Không, bộ chân đó nó chưa được gà á. Đây là cũng không hư không thẹo gì hết nha các bạn. Cây liền lạc lắm á. Rồi cây tàn là nhà vườn cũng sửa nhiều năm. Đây có những cái đường đi co rét rồi, những cái tay nhà vườn làm rất là co rét nè. Đây nè, không? Rồi sau đây mình xin đo cái thông số của cây lộc vừng. Cây có chiều cao là 60. Cao 60. Cái tán ngang của nó là 70. Tán 70. Và neo đây là 23. Đây cái hoành hoành cũ chỗ này thôi nha các bạn. Và chỉ hoành cũ chỗ này thôi là 55. Đó hết cho mọi góc đây 80. Nằm trong cái chậu lục giác là 45 củ bì. Rồi mình xin báo cái tác phẩm lộc vừng đến với anh chị em cho bonsai. Tác phẩm lộc vừng có cái giá giao lưu là 6 triệu giao lưu tại vườn. 6 triệu. Mình xin nhắc lại là số điện thoại của nhà vườn đó là 0905 955 644 ở thành phố Quy Nhơn. Rồi tiếp theo nhà vườn đó xin giới thiệu cái tác phẩm sang núi trái. Cây đây có một bệ 4 thân. Cây là vàng nha các bạn, đây này. Đàn cây là nó cù nó kích cỡ này nè. Chút nữa thành phố quay giùm chi tiết của cái dàn xương cho các bạn coi. Dạ lắm luôn mày. Quá dạ. Rồi sau đây nhà vườn cũng xin ra cái thông số của cái cây sam. Cây có chiều cao là 45. Cao 45. Đo một cái hoành thân đại diện nha các bạn. Hoành thân đại diện là 12. 12. Hoành đế. Hoành đế là 35. Tán ngang là 50. Nằm trong cái chậu cũ là 30 củ bì. Chậu lục giác. Tròn tàn. Cái này là thành một cái tàn rất là đẹp khi mà nó đổ lá. Cái này là nhà vườn mới đang lật lá, giờ lá đang cho lọc non này. Vừa phú quay dùm nhờ cái dàn xương đó cho anh chị em thấy cái dàn xương nó khủng. Đây này cái dàn xương mà tay là không cục lịch này các bạn. Đây này, cứng nhắc luôn à. Rồi cây đây đang chuẩn bị cho trái luôn nè. Khi mình lật lá xong nó nứt lá nồi cho trái này. Đây nè, những cái dấu hiệu trái nhỏ 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 này. Rồi bắt đầu khi nó phát là nó ra một cây trái luôn á. Rồi anh chia sẻ báo giá luôn. Rồi sau đây nhà vườn đó cũng xin giao lưu với anh chị em cho bonsai một tác phẩm xanh luôn trái với cái giá là 20 triệu. Giao lưu tại vườn. Mình xin nhắc lại là địa chỉ của nhà vườn đó là ở thành phố Quy Nhơn. Rồi tiếp theo đây nhà vườn đó cũng xin giới thiệu đến với anh em một tác phẩm là hải châu. Cái hải châu này gồm có 5 thân và 6 cái 6 nhánh nha, 7 nhánh nha các bạn. 5 thân 7 nhánh. Cây có bởi đó khủng nè. Xây cũng to quý vị. Cây này là đặc biệt là không hư một chỗ nào. Gốc đó là bài bản. Nó đẹp cũng như một bậc nha các bạn.
Từ đây qua đây là nó liên lạc luôn á, nó là chung một cụm á. Một quê. Cây đã được nhà vườn tạo tác nhiều năm. Giờ cây gần như hoàn thiện 100% rồi. Những cây như thế này là các bạn nên muốn giao lưu thì xem kỹ để giao lưu cùng với nhà vườn. Rồi sau đây nhà vườn đó cũng xin cho cái tổng số của cây hải châu. Cây có chiều cao là 90. Cao 90. Tán ngang của cây là 1 mét. Tán là 1 mét. Hấp khí vào, hấp khí hoành của 5 phần. Đây hấp khí cộng của 5 phần đây. Nó làm 104. 1m04. Rồi mình đo xuống dưới cái bờ mà bờ cũ của nó này, nguyên cái nồi cũ của nó. Hết chậu. Bây giờ mình đo giờ đi, mình đo hết cái chậu đi, nó cũng hết cái chậu rồi. Nằm trong cái chậu hột xoài là 65. Dài 65. Chiều ngang là 50. 50. Chậu chậu Trung Quốc, chậu đẹp nha các bạn. Anh đo giùm một thân giữa bao nhiêu quả? Rồi giờ mình đo cái thân đầy dưỡng ở đây. Thân đầy dưỡng đây là 22 quả. 22 quả. Đây tao tiếp một phần nữa cho các bạn tham khảo nè. Thân đây cũng 22 quả. 22 quả. Rồi mình xin quay một vòng nữa cho anh chị em tham khảo nè. Đây là vừa là anh chị em là kết kiểm ra là tay nó hoạt kiểm 100% rồi á. Rồi anh chia sẻ báo giá. Rồi sau đây nhà vườn đông xin giao lưu với anh chị em cho bonsai trên toàn quốc. Tác phẩm hải châu năm thân này là với giá là 20 triệu giao lưu tại vườn. 20 triệu. Rồi mình xin nhắc lại anh chị em nào mà thích giao lưu với nhà vườn đông thì hãy điện thoại qua số điện thoại có ghi trên màn hình. Địa chỉ của nhà vườn đông là ở thành phố Quy Nhơn. Rồi tiếp theo cái clip này nhà vườn đoan cũng xin giới thiệu cái tác phẩm là cây ngô. Tác phẩm ngô. Cây ngô này là cây ngô xu nha các bạn. Cây này có một cái hoành đế khủng lắm nè. Sau đây là nhà vườn đoan cũng xin quay một vòng để anh chị em mình tham khảo cái gốc ngô đây. Cây. Rồi sau đây nhà vườn cũng xin báo cái thông số để anh chị em tham khảo. Tổng số của cây ngô. Cây có chiều cao là 60. Cao 60. Tán ngang là 65. Tán là 65. Cái hoành yêu tại đây nha các bạn. Hoành yêu đây là 30. Yêu 30. Cái hoành đây để đây cho các bạn thấy cái số liệu. Hoành yêu là 30. Củ to. Củ này đây có cái củ khủng lắm. Củ là 59. 59. Hoành đế. Hoành đế là 100. 1 mét. Nằm trong cái chậu anh chỉ ngọc. Phủ bì là 57. Chiều dài. Chiều ngang là 40.
À, mình xin quay một vòng nữa để cho anh chị em ngắm kỹ cái cây rồi mình sẽ báo giá. Rồi sau đây nhà vườn cũng xin giao lưu với anh chị em cho bonsai trên toàn quốc. Cây ngâu xù đây có giá là 20 triệu. 20 triệu. Là giá giao lưu tại vườn. Anh chị em nào đó, thích tác phẩm này thì điện thoại cho nhà vườn Đoan. Và nhà vườn Đoan là sẽ ship hàng đến tận nhà của các bạn. Rồi để cuối cái clip ngày hôm nay, nhà vườn Đoan cũng xin chúc anh chị em cho bonsai trên toàn quốc một ngày mới tràn đầy năng lượng và đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt anh chị em, xin chào tạm biệt. Rồi chào anh. Rồi để kết thúc cuốn video, Thanh Phú chân thành cảm ơn gửi đến quý vị cùng toàn thể anh chị em rất nhiều. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm quả chuông, có chữ tất cả để xem những video mới. Rồi, Thanh Phú xin chào quý vị.